Sau khi bộ phim truyền hình Đi giữa trời rực rỡ phát sóng, con trai nghệ sĩ Vân Dung, Nguyễn Long Vũ đã gây ấn tượng với khán giả bởi khả năng diễn xuất tự nhiên, diện mạo điển trai, cá tính. Anh chàng còn đang phủ sóng trên các nền tảng mạng xã hội bởi những phân đoạn cực hot trong phim. Về quá nổi tiếng, lại được công chúng yêu mến mà Long Vũ đã bị một số đối tượng giả mạo để trục lợi. Điều này gây ra không ít rắc rối cho bản thân diễn viên trẻ lẫn đoàn phim Đi giữa trời rực rỡ. Cho nên mới đây, anh chàng đã dành thời gian để lên tiếng đính chính vụ việc. Chào mọi người, mình là Long Vũ, Nhím Vũ đây. Hiện tại, trên các trang mạng xã hội và truyền thông đang xuất hiện rất nhiều trang giả mạo mình. Long Vũ xin đính chính rằng, mình không nhận bất kỳ khoản chuyển khoản hay quà tặng nào, những trang đó hoàn toàn không phải của Long Vũ. Con trai Vân Dung chia sẻ, sau khi nhắc đến những hành vi của kẻ gian cố tình lợi dụng danh tiếng của mình để trục lợi, Long Vũ cũng chia sẻ loạt liên kết dẫn đến tài khoản chính chủ ở nhiều nền tảng mạng xã hội. Anh chàng nói thêm, để tránh bị lừa đảo, các bạn chỉ nên theo dõi và tương tác với những trang truyền thông chính thức của mình. Những trang chính thức này sẽ luôn được Long Vũ xác nhận rõ ràng. Mình rất trân trọng và biết ơn sự ủng hộ của các bạn. Cảm ơn nhà mình nhiều lắm ạ. Tính đến thời điểm này, Long Vũ đang là một trong những diễn viên trẻ được nhiều khán giả săn đón vô cùng nồng nhiệt. Nhiều khán giả còn ra sức soi các tài khoản mạng xã hội của anh chàng để biết thêm nhiều thông tin cũng như ngắm nhìn những khoảnh khắc đời thường của nam diễn viên trẻ tuổi. Hiểu rõ tâm tư của người hâm mộ, con trai Vân Dung đã lập một nhóm riêng dành cho fan và chia sẻ thêm. Sau một thời gian làm việc chăm chỉ và được cống hiến hết mình cho nghệ thuật, Nhím thật sự biết ơn khi nhận được sự ủng hộ và yêu thương từ khán giả như vậy. Long Vũ, sinh năm 2001, tốt nghiệp khoa diễn viên kịch điện ảnh của Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Từng tham gia nhiều vai phụ trong một số phim giờ vàng của VTV, nhưng đến Đi giữa trời rực rỡ, diễn viên trẻ mới được nhiều khán giả biết đến. Trong phim, Long Vũ vào vai trải, chàng thanh niên si tình, yêu say đắm nàng Pu, Thu Hà series nhưng không được cô đáp trả. Trải đang rơi vào bế tắc, tuyệt vọng khi Pu xuống Hà Nội học đại học và gần như cắt liên lạc với anh. Diễn xuất tự nhiên của con trai Vân Dung trong phim đã gây ấn tượng mạnh với người xem. Bên cạnh yếu tố kịch bản, nhiều người khen ngợi anh chàng tiến bộ qua từng vai diễn. Hiện, Đi giữa trời rực rỡ của Long Vũ và Thu Hà series vẫn trong quá trình phát sóng. Khán giả đang hồi hộp chờ đợi sự thay đổi về tâm lý, suy nghĩ của nhân vật Trải cũng như điều gì sẽ đến với anh và Pu. Được biết, vai diễn này do đích thân anh chàng đi casting, không hề nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ. Chính nghệ sĩ Vân Dung cũng thừa nhận bản thân chỉ nuôi con ăn, học, còn công việc là do quý tử quyết định. Nữ nghệ sĩ tâm sự rằng, ban đầu cô khá băn khoăn khi con nói muốn theo nghề, nhưng khi thấy quyết tâm của con, cô ủng hộ nhiệt tình. Thấy con được khán giả yêu mến, Vân Dung cảm thấy tự hào. Tôi đã xem con diễn kịch và đóng phim nhiều, nhưng đến phim này thấy con có sự tiến bộ vượt bậc. Đúng như những gì khán giả nhận xét và tôi kỳ vọng, con đã diễn rất tự nhiên, rất đời, đáng yêu và hóm hỉnh. Nữ nghệ sĩ cho hay.